Đám dỗ nghệ sĩ trí tài, Khả Như, Huỳnh Lập đến thắp hương, Việt Hương làm một việc gây xúc động. Nhiều nghệ sĩ như Minh Nhí, Việt Hương, Cát Phượng, Khả Như đã đến thắp nén hương tưởng niệm cố nghệ sĩ trí tài. Tròn 3 năm ngày mất của danh hài trí tài, Việt Hương và nhiều sao Việt đã tổ chức lễ dỗ tưởng niệm cố nghệ sĩ. Lễ dỗ được tổ chức tại sân khấu kịch của nghệ sĩ Minh Nhí. Bàn thờ được bày trí trang nghiêm với nhiều bánh trái mâm cơm cũng được chuẩn bị tương tất bao gồm nhiều món mà nghệ sĩ trí tài thích ăn khi còn sinh thời. Khu vực sân khấu cũng được sắp xếp bàn ghế cho anh em nghệ sĩ. Nhiều sao Việt như nghệ sĩ Minh Nhí, vợ chồng Việt Hương, Hoàng Mập, Cát Phượng, Khả Như, Mạc Văn Khoa đã dành thời gian đến thắp nén hương cho người đàn anh đáng kính. Trên trang cá nhân, Việt Hương bồi hồi viết nay dỗ 3 năm làm lớn một tí tại sân khấu để anh gặp các anh em. Vẫn cơm canh như anh thích nè, Cảm ơn khán giả của anh và anh em nghệ sĩ đã gửi lời thắp nhang. Việt Hương, Hoàng Mập, Cát Phượng và các nghệ sĩ đến tưởng niệm cố nghệ sĩ trí tài. Lễ dỗ nghệ sĩ trí tài được tổ chức đơn giản mà trang nghiêm tại sân khấu kịch của nghệ sĩ Minh Nhí. Ngày 9 tháng 12 năm 2020, nghệ sĩ trí tài qua đời do đột quỵ. Sự ra đi đột ngột của nam danh hài làm nhiều đồng nghiệp và khán giả không khỏi bàng hoàng, đau xót. Dù đã 3 năm kể từ ngày nghệ sĩ trí tài rời khỏi cõi tạm nhưng hình ảnh về một nghệ sĩ tài hoa vẫn khiến cho nhiều người thương tiếc. Mỗi năm vào đúng ngày này, ca sĩ Phương Loan bà xã của nghệ sĩ trí tài sẽ tổ chức lễ dỗ tại Mỹ. Tại Việt Nam, nghệ sĩ Việt Hương cũng sẽ làm mâm cơm đơn giản để cúng dỗ cho đàn anh tại nhà. Nay tròn 3 năm ngày mất nên các đồng nghiệp đã tổ chức lễ dỗ lớn hơn tại sân khấu để nhiều anh em nghệ sĩ đến tưởng nhớ.